Dạ, công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú chị các bạn. Mời quý cô chú chị bạn giao lưu cho anh Tuấn nha. Ở khách sạn Hậu Giang, phòng mai VIP lùng lực với một mai tàn về dừa. Cây giá tầm trung hết quý cô chú chị bạn. Phòng giao lưu để quý cô chú chị mình chọn lựa ha. Kênh xe Cần Thơ kính chúc quý cô chú chị xem clip chọn đăng ý. Và cảm ơn quý cô chú chị đã ủng hộ tất cả nhà vườn ha của chúng em. Rồi, dạ em chào cô chú anh chị gần xa. Thì hôm nay thì em có về được 7 cây, 6 phôi và 1 cây tàn. Mong giao lưu cùng cô chú anh chị. Số điện thoại em là 0933 890 474 cũng là số Zalo luôn nha. Em ở ấp Nhất, Thành Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang. Thì đầu tiên là cây số 1 là một phôi lùng lực. Rồi, một phôi mai vàng lùng lực ha. Lắc lượng nha. Cây củ đế củ quá trời lũ. Chi thì bỏ đều hết. Chi bỏ đều, đế đẹp luôn, đều đế đẹp luôn. Cây già cây lắm rồi lên, hình như nó già cây muốn bể xù già, cái dân xù già nó lên xù luôn. Cái này già. Rồi, đây không trống mà gãy đều ha. Không có chỗ nào trống hết nha cô chú anh chị. Quá trời cái mặt này luôn. Bệt luôn. Gãy. Không trống luôn. Cây này đế là quá biết đang quay dài vòng không quay không. Thân rất nhẹ. Chi cành đầy đủ đều lùng lực. Rồi, em vô thông số luôn nha. Dạ cao là 98 ạ. Rồi, chiều cao 98. Vành này đo mình đo 2 3 vị trí đi ha. Tại vì nó cũng hơi khó đo. Rồi, vành đây. Vành đây là 45 ạ. Dạ rồi, 45. Xích xuống đây nó đặt. Cái cũ đặt đi. Cái đó là vành chuẩn. 62. Mình góc luôn. Dạ, 62 cũ xích xuống chút. Rồi cái này cũ à, này là nồi để. Dạ 150 ạ. Nồi đế 150. Đặt kẹo luôn ha. Em nó theo nó nhìn giống như là thú thú nó lai lai. Có cái bể. Mặt phòng cái bể đều đặt, cái này đặt kẹo rồi. Mặt không trống luôn. Đây nhìn nó già cây lực luôn. Bể xuống nách nhẹ nhẹ ha. Rồi mã số 1 này em xin giao lưu với cô chú anh chị gần xa là 19 triệu. Bao ship 300 km ạ. Rồi 19 triệu. Tất cả này bao ship 300 km nha cô chú anh chị bạn. Có mà vàng để đẹp ha. Rồi. Rồi em đổi phôi luôn. Lên chút cái này. Nặng lắm nha quý cô chú anh chị bạn. Này là phôi mai lùng lực không? Này chơi cái phôi thứ hai là và số 2 là chơi tàn dù ok. Rồi mã số 2 cũng là một phôi lùng lực luôn nha, tàn đa. Cây này nó có củ đế rất là dữ, đặt hết luôn. Đây nó gói mà nó nôm kẹo. Đây này nó già dữ lắm rồi cô chú anh chị. Đây không trống luôn ha, không trống chỗ nào không, đặt cứng luôn. Đầu tư này sưu tầm hàng VIP không? Cây trồng trong học cũng gì để nó gói này lên rất là toàn dù thằng đa là đẹp luôn. Cái này lên 7 tượng nha, thân sắn. Rồi em vô thông số luôn để điều không trống nha quý cô chú anh bạn. Dạ cao là 75 ạ. Vành cái này cũng đo 2-3 vị trí nha. 45. Rồi vành 45 tại trí này nha. Rồi vành chuẩn á, 45 vành chuẩn. Cái củ đặt nha. 65. 65. Xuống củ. Củ đế. Những cái nồi đế chà bá luôn. Khoảng 150 luôn. Là nồi đế này là đặt hết trơn luôn nha cô chú anh chị. Đặt đều không có trống chỗ nào luôn á. Ở trong cũng có ghế đó luôn. Tôi cắm không trong. Có trống chỗ nào luôn. Đây nó quặn cứng ngắc ra đây. Có ghế lót đầy đủ trống.
này thích thì mới để ghế này, không thích mấy ghế ghế trong cũng được đầy đủ không cái vip ha, thân nó hơi sáng sáng nhẹ. Rồi mã số 2 này em giao lưu với giá là 22 triệu, bao ship 300 km luôn ạ. Rồi, 22 triệu thì số 2 bao ship là cũng 300 km luôn quý cô chú như vậy. Rồi em đổi phôi luôn. Rồi phép em đổi phôi luôn. Phôi nó bự không à, dùng lực đế đều không nãy à? Nãy không có cái nào mà đế chê chứ. Cái này đi cho là xấu cái này. Này là khúc luôn, lực luôn. Mã số 3 lùng lực luôn, giống như hình thú nè. Này là lai thú nha, là lai nghe cái bậy đứt lai thôi nghe cô chú anh chị, lai nhẹ thôi. Đế thì lực nó cộng bắp bắp không, cũng bỏ đều dưới đây có luôn nghe cô chú anh chị. Đây. Không có con ghế nè, quay đầu lại đây bắp dưới đây nè, cây kéo nhựa mạnh lắm, cây này là ghép là ok luôn nè, mạnh luôn, động lực con số luôn, cao là 42 à. Này là lai con thú nhẹ ha, cũng đẹp ha, hoành ngay cổ luôn nha, là 50. Rồi hoành 50. 140 ạ. Ổng là để 140. Động lực bút mang 247. Rồi mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 12 triệu ạ, bao ship 300 km luôn. Mã số 3. Mã số 3. Mã số 3 là giao lưu với giá là 12 triệu. Cho em xin số điện thoại giao lưu lại. Dạ số điện thoại em là 0933 890474 cũng là số giao lưu luôn nha. Cái lực ha, không trống nha. Rồi, đổ thôi luôn. Rồi, tiếp theo cái số 4 với cô chú gì bạn. Cái này giá, cái này gì nhỏ nhỏ vừa vừa mà đế cũ hết hộp á. Rồi mã số 4. Một cây trực nha. Chi cành nó đóng đều hết. Cái này thấy nhỏ nhỏ cũng già cây vậy nè. Nó cũng gần hết. Cây này cũng già cây dữ lắm à. Đế cũng bỏ đặt hết. Cái này nôm đều hết, không chống dạ, nha. Dạ. Không chống luôn. À. Kính luôn. Ngày nuôi thời gian là con gà cũ chà bá luôn. Dạ chiều cao là 87 ạ. Chi cành đều luôn. Hoành là 33. Chị gọi hoành 33. Cũ. Cũ này bự bự nha, bự bự. 59. Cũ 59. Đầu đế cũng là kẹo luôn ha. Đế là kẹo luôn. Sạch luôn coi chú như vậy. 115. 115. Ghế này cũng hay whip nha. Không trống, ở trong lót cũng có đầy đủ. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 3,5 triệu. Bao ship 300 km luôn. Rồi cái số 4 3,5 triệu. Đẹp ha. Điều. Rồi, đó là ship cũng 300 km luôn. Mỗi cây nào cũng ba ship 300 km ha, hay quý cô chú gì vậy. Tại giờ thấy bốn mã ship 4 cây, cây nào cũng lực hết trơn. Mỗi cây có dáng đẹp khác nhau ha. Cho anh Tấn là sưu tầm hàng hàng lấy đẹp luôn không hết quý cô chú bạn. Rồi, mã số 5 cũng là một phôi lùng lực luôn nha. Cây này rất là lớn luôn nha cô chú anh chị. Động lực mập rễ cũng đều để khá ha, bên này mặt này không trống ha, rễ cũng đều ha. Đây là lên gom nhựa mạnh ha. Dạ kéo nhựa mạnh đó. Bức măng làm tàn cũng ok luôn, nó tròn. Dạ cao là 55 ạ.
rồi chiều cao 55. Cái là hoành hay bự nè. Rồi hoành thang chuẩn luôn nha. Sao mấy là 66. 66. Dạ, xích dưới này này nó nở luôn nha cô chú anh chị. Xuống không rễ với xác đây là khoảng 70. 70. Đế là 170. Quần đế là 170 nha cô chú anh chị. Rồi quần đế 170. Cái ngọn còn ngọn 28. Rồi cho còn 28. Cùng lực mập u u ha. Đang đầu chiều cao chưa? Cao rồi. Rồi. Cao 55. Cao 55 hả cô chú anh chị. Động lực như nó có khúc mà mập. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 28 triệu. Rồi 28 bao triệu bao ship 300 km. Cái số 5 kính mời cô bác ghé tham quan lựa chọn có thể đến non hành nước nha. Nhận dẫn ngay từ cửa phòng. Rồi mình bước qua cây mã số 6 ha. Rồi, qua bên sang sao? Cầm đi các kính chú nhiều bạn. Cô chú anh chị xem ha, rồi nhập nhãn mã số nào thì sẽ cho anh Tứng nha. Đây mình là vô lưu hàng cây nhỏ nhỏ, ảnh có những cây bự khủng luôn. Cô chú thích cái loại nào cũng có hết. Dạ, rồi mã số 6. Cây trực nha, trực lắc nha, thân lắc lượng. Cây này sống khỏe dữ lắm nha cô chú anh chị. Tâm tược là bao mạnh đẹp luôn. Tược. Quá trời luôn. Cây rất là sung, yên tâm. Thân lắc chỉ cần nó có đầy đủ, dạ, lắc qua lắc đầy đủ luôn. Này, mình có cọng rễ này kéo dài, nó bỏ rễ xuống, bấm 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 xuống. Này lên nó kéo dáng lên. Một thú nó nằm là nhà dài á, nếu mà cô chú anh chị mà xử lý đế này là kiểu này ngắn lại là cái mình nó gom đó là gan thú mà làm gì cây nó sức mà để gì cây nó đẹp ha. Rồi thông số luôn để quấm quấm như gít. Dạ cao là 120, 1m2. Chiều cao 1m2 với cô chú anh chị bạn. Này tay cạnh có ha, này có cái có. Này cái gái ha, theo thằng thằng bật bật ha. Cây bự lực nha. Mình chuẩn luôn nha cô chú anh chị. 52. Còn 52. Là trên cô ghế cao cao nữa. Đế này khoảng 200 ạ. Thế là giáp bầu luôn nha. Đế này cũng đều ha, ghế cũng đều không có trống nha. Thế gì chứ nó mà dài thôi chứ nó không trống. Cái chiều dài này là cộng ghế này là 43. Dài ghế nè, ghế nè, chia đều hai bên luôn. Bầu chiều dài là 80. Chiều ngang là 59. Quay về vòng. Không trống hay bên nào cũng vậy chứ ha. Đều luôn á. Không mặt nào trống chứ. Đây cũng có ghế nhỏ đều chứ. Nó sẽ bự một ít là hết. Này như con gít con thú nhẹ nhẹ. Thằng lắc. Rồi mã số 6 này em giao lưu với giá là 19 triệu. Bao ship 300 km. 19 triệu. Cái số 6. Là vàng. Rồi. Đẹp ha. Đỏ cây luôn nha. Rồi phép mã số 7 là một cây tàn. Xuống dưới kia anh. Rồi mình đi theo ha. Nhưng qua cái mẹ tàn đều ha. Cái tàn. Cái này cái giảo nha cô chú anh chị. Giảo hình như nó bảy sổ nách đó ha. Thế dạ. Bảy sổ nách nữa nè. Cái này đế. Trời, để quay vòng đế luôn. Quá đi. Là dữ. Thế phê quá. Dạ. Cây trong trong học. Cái đế này nữa lên chứ mình bẻ dây ở đây sẵn nè. Rồi những cây phê quá. Đế này đẹp nha. Nôm, đều. Thì cô chú như mình xem này, mình quay một vòng hai vòng cô chú xem đã không trống đều
nơm cao củ nở. Nhìn cái phê ha, hơi bị quýp của cô chú gì bạn. Rồi em vô thông số luôn nha. Dạ. Cao là khoảng 2m2, tán ngang 2m. Cây này đặc biệt là giảo 9-12 cánh nha. Wow, 9-12 cánh luôn hả? Dạ dạ. Vậy đẹp luôn của cô chú gì bạn. Bông đẹp luôn, bông cánh tròn khít mà tan màu cũng rất là đều. Để thì quýp nữa, nôm cũ xổm xuống nhìn đẹp á, đều không trống luôn trời. Mặt nào cũng vậy ha. Cái này cô chú anh chị mà sử dụng cái này là xài màu mặt nào cũng được chứ. Tàn cũng đều sẵn luôn và bông đẹp nữa. Ngay vị trí này là 35. Quanh đây chỉ là 35. Chịch xuống chút là 44. 44. Rồi cái củ đặc luôn nha. Này là đặt cứng luôn chứ không có chống cái nào luôn, đúng không? Sệt luôn, kẹo, nôm đều 115 ạ. Có này có cái hang động nhìn cũng để vàng chống gì vậy? Trứng, trứng vàng, trứng ốc. Củ đặt là 115, đường kính bầu là 71. Dạo đẹp nha quý cô chú chị bạn. Dạo ghi. Tàn đều. Chi cành nó đóng đều luôn nha, thân cốt gió ngọn luôn. Chi cành nó đều nữa ha, cô chú nhìn xem nè. Dạng xương nó rất là đều. Rồi mã số 7 cũng là mã số cuối cùng. Em giao lưu với giá là 17 triệu, bao ship 300 km luôn ạ. 7 triệu ha. Dạ. Mấy thằng ha. Cây này cũ rất là khủng cô chú anh chị. Dạ, cây cũ rối có phê. Rối dữ. Đây dòng nữa cô chú xem ha. Này hơn hàng này hàng tiễn nữa quý cô chú bạn, nó không phải là hàng dừa ha. Tại lựa những cây vip vip này giao lưu cô chú anh chị ha. Cho tính là lựa cái gì xong rồi. Ít có mua cây xấu rồi giao lưu vô cô chú, lựa cây đẹp để cô chú anh chị mua chơi cái giá trị cao, tiền cao thì xứng đáng cái cây ha. Cô chú chị mình xem hộp nhãn nào liên hệ trực tiếp với cho anh Tấn để mình chọn cây nghỉ ha, về chi kiện chi tết luôn. Quá quýp ha, nôm đẹp đều, sẫm nôm nó tầm cỡ hơn 2 tấc ha, nôm tải đều. Dạ rồi anh ơi. Dạ rồi thì cuối clip thì cũng kính chúc quý cô chú anh chị gần xa thì dồi dào sức khỏe, vạn sự như ý ạ. Dạ rồi, chào anh Tấn luôn. Dạ. Rồi chào quý cô chú anh chị các bạn luôn nha.